Mến chào tất cả các bà con đang xem kênh. Là hôm nay em giao lưu với bà con kênh nhà một số cây bonsai mini nha bà con. Ở đầu clip thì cũng có hai cây khá lớn lớn nha. Ở một cây đầu clip thì cây linh sam và một cây chú thủy nuôi gò công nha. Đó là về sau những cây giá rất là rẻ, giá mềm nha, để cho bà con mình chơi. Số điện thoại giao lưu của em là 0939442212 nha bà con. Em ở khu vực Thới Hòa, phường Thới An, quận Môn, thành phố Cần Thơ nha. Bà con xem kênh thấy hay chia sẻ và đăng ký để em làm những cái clip mới để cho bà con mình tham khảo thường xuyên hơn ha. Đó, đây là mã số 1D nha bà con. Bữa nay mã chữ D, một cây linh sam mà đau điểm nha bà con. Dòng này thì cái bông nó màu tím đậm, nó lên bông rất là nhiều lá, nó nhỏ gọn rất là đẹp nha. Càng ngày cây lá nó càng rút nhỏ lại nha. 28 là chiều cao nha. Tổng cái chiều dài tán đó là 58. Tán ngang như gì là 46 nha bà con. Cây này thì dòng cây sắp đế, em đã vô sẵn cái chậu mà cho bà con luôn rồi, chậu đẹp luôn rồi ha. Này về chỉ cần chơi thôi, cun tỉa thời gian để cho lên bông là mình chơi thôi nha. Rồi em đo cái hoành luôn nha. Cái hoành nó là 22, yếu một tí nha bà con. Đó, còn tổng cái hoành đế, tổng cái hoành đế là nó 75. Cây này mã 1D thì em giao lưu bà con giá là 3.100.000, em bao ship toàn quốc nha. Cây này cốt cành khá chuẩn và đẹp phơm tàn thiên nhiên nha bà con, rất đẹp nha. Đây cái dàn xương nó đây đó, cây này cũng rất là già cây rồi. 3.100.000 em bao ship toàn quốc nha bà con. Rồi tiếp theo mã số 2. Mã số 2D là một cây nu gò công nha. Đó, cái vàng đọt lên rất là gộ luôn ha. Vàng đọt này lên sẽ nó già già lá lại là nó mang bông lên luôn nha bà con. Cây này phơm tàn ấm mịn rồi nha bà con. Chiều cao của cây là 60. Tổng cái chiều dài tán như gì? Đó là 69. Tán ngang như gì? Là 49 nha bà con. Cây này rất là đẹp nha. Tông cao cao, dáng rộng chữ C nha bà con, rất là liền lạc, đế cũng khá đẹp luôn. Cây này thì em đã vô cái chậu này cho bà con rồi ha. Về chỉ cần mình chơi thôi, cun tỉa lấy bông chơi ha. Dây thì cũng xả ra rất là nhiều. Rồi em đo cái hoành nha. Cái hoành này, vị trí này đó là 30. Đó. Đây, cái vàng đế đây. Đế này nó gom lại nha, nhìn rất là đẹp, nó cũng đều nhau bà con. Rộng chữ C lớn, cốt cành lớn nha. Cây này thì em giao lưu bà con có giá là 5.200.000, em bao ship toàn quốc nha bà con. Mã số 2D nha. 5.200.000 em bao ship toàn quốc nha. Rồi mã số 3D là một cây sigo nha bà con. Đó, dòng sigo cây ăn trái ha. Dòng này thì mình nấu nước uống dinh dưỡng rất là cao nha. Đó, cây này thì em cái cây phôi nó đã sống khỏe rồi, này em bao sống cho bà con ha. Về chăm sóc nó rất là dễ ha. Những cái cây phôi mà mới bứng lên rất là khó sống nha bà con, nuôi được gì cũng khá khó nha. Đó, cây này đã thường chậu rồi. Đó, cái này về đủ dây chi tay mình điểm dây cho nó ấm nha bà con. Cao như là 58, tán ngang như gì đó là 41. Cây này rất là đẹp nha. Cái hoành 17 ha, còn cái hoành cũ này đó là 32. Cái này thì em giao lưu bà con có giá là 400.000, bao ship toàn quốc nha bà con. Mã 3D ha, một cây sigo ha, một củ lên 3 thân. Đây tiếp theo cũng là một củ sigo luôn đó, khá là đẹp ha. Đây cái này thì nói chung là dư chi tay mình điểm rồi nha. Cao như gì là 50, tán ngang như gì là 36. Cây này đế có nha bà con, đó là việc khai thác thêm giùm em ha. 17 là hoành. Đây những cái đế này nó quặm quặm xuống khá đẹp nha. 4D cũng đồng giá là 400 nha bà con, em bao ship toàn quốc nha. 5D là em có một cặp hồng ngọc mai, cây đang lên bông rất là đẹp luôn. Cây này tuy nhỏ một rễ một nhưng mà nó rất là có duyên nha. Rất là quái cây ha, về mình ép những cái chậu tượng nhỏ vô cây rất là lên nha. Cao như gì là 29, tán ngang như gì đó là 33. Cây này thì cao nó khoảng 24. Cây này có một cái củ quái ở đây. 24 nha. Cây này nuôi rất là lâu già cây nha. Một cặp này thì em giao lưu bà con giá 400 em bao ship nha bà con. 400.000 em bao ship. Dòng này thì lên bông rất là thường xuyên ha. Đây, cặp này cũng đồng giá là 400 ha. Cái này thì co vô ép cái chậu nhỏ này, cây rất dễ thương nha. Đó, dòng này thì rất thường xuyên lên bông. Chiều cao cây đó là 22, tán ngang như gì là 24. Cây này thì tán ngang nó khoảng 19 thôi. Một cặp này thì em cũng giao lưu với bà con giá là 400 ha, em bao ship toàn quốc nha. Đây cái hoành cũ vị trí này là 21 rồi. Này nuôi từ những cái rễ mình ghép lại nha. Rồi tiếp theo mã số 7D. 7D là một cây ổi tàu nha bà con, cây rất là quái luôn. Ổi tàu dòng này thì cái trái nó lên thường xuyên luôn. Ăn rất là ngon, thơm nha bà con. Chiều cao cây là 27, tổng chiều dài tán như là 50. Cây này rất là quái ha, được sửa thân sửa đế từ nhỏ nha bà con, từ một cái phôi lên nha. 13 là hoành nha, cái củ đế này khá lớn và đẹp nha. Cái này vô cái chậu đẹp thì cây nó rất là lên luôn.
7D này em giao lưu bà con có giá là 750, em bao ship toàn quốc nha. Mã số 7D, mã số 8D, cái này thì 800 nha bà con. Đó, cái này khá quái đẹp luôn, form tàn mịn màng luôn nha, cao là 34, tổng chiều dài tán như vậy là 42, thân lắc lượng là quái luôn. À, cái này cái hoành nó là nó 16 nha, cái này em giao lưu bà con giá là 800.000, bao ship toàn quốc nha. Rồi 9D là một cái linh sam siêu bông, ở dòng này lên bông thường xuyên nha, hết đợt bông này bà con cứ diệt tỉa nó lên đọt đã lên bông ha. Chiều cao như gì là 20, đó, tán dài gì là 40. Bà con lưu ý dùm em là cây mình cứ việc mình tưới ít nước thôi thì sẽ lên bông thường xuyên, nó dư nước quá nó lên lá nha. Đó, cây này nó càng si thì càng bông nhiều. Cái này thì em giao lưu với bà con làm giá 400 nha bà con, em bao ship toàn quốc, hoành cái này là 12 nha. Đó, tiếp theo mã số 10D. 10D là một cây bông trang nha bà con, trang vàng phơm tàn ấm mịn, củ đế rất là đẹp quái luôn nha. Cây này già, rất là già nha. Chiều cao của cây là 17, tán ngang như vậy đó là 29. Cái này nguyên một vàng đế rất đẹp ha, cây dáng trực ha, trực quân tử luôn nha. Cao là hoành là 16 nha. Đây cái hoành củ đặc này là 36, cái này em giao lưu bà con 750 nha, em bao ship toàn quốc nha. Đây mặt dưới đây đó, những cái chi cành nó rất là già rồi nha bà con, đây dưới đây ha, rất là già cây à. Đó 750 em bao ship toàn quốc. Rồi tiếp theo mã số 11D. 11D là một cây trăng đỏ nha, ở cây này thì vô đầy đủ phân phúng vàng, lá này vàng đọt lên rất là mịn nha. 17 là chiều cao, ngang là 28. Đó, cây này có một chi tử khá quái và đẹp nha. 33 là hoành cũ nha. Đó. Hoành thân cây này là 16, cây này em giao lưu bà con giá là 700.000, bao ship toàn quốc nha. 11D nha, 12D. Ở 12D em có một cặp sam này 86 nha bà con. Gốc là cây song hình ha, ghép 86, cây rất là già và quái cây nha. Siêu mini cao như là 14, tổng chiều dài tán như là 13. Đó, cây này thì cái chiều dài tán thì lớn hơn tí, chiều dài tán là 16, nó phơm tàn cũng ấm mình luôn nha. Đó một cái hoành đế nó ngay đây thấy 10 khoảng 13 rồi 12 12 à. Cặp này thì em giao lưu bà con giá là 550 nha, em bao ship toàn quốc à, một cặp nha. Đây nó hơi nhỏ hơn tí thì giá hơi mềm tí. Đây cặp này thì 600 nha bà con. Đó, cặp này rất là đẹp và quái luôn, chiều cao cây đó là 18, tổng chiều dài tán về 18 luôn ha, chiều cao cây này khoảng 14, đây dài 15 nha. À, cây này rất là có duyên và đẹp nha. Đây siêu mini nha bà con. Đó, về có thể mình ép vô những cái chậu nhỏ hơn vẫn được nha, ép vô những cái chậu kiểu nhỏ hơn nha. 13D à, 550 bao ship toàn quốc nha. Rồi ok, rồi tiếp theo là một cây vú sữa lò rèn ha, cây mini luôn, ở vô được một nước dây đầu nha bà con. Đó, những cái này là được sửa thân sửa đế từ nhỏ nha. Đó, cao như vậy đó là 18, tổng chiều dài tán như là 30, quanh như gì là 14 và 15 rồi nha, quanh cũ nha, ở dưới mình còn khai thác được nha, cũ nó còn sâu xuống nữa nha bà con. Cái này thì em giao lưu bà con 550 ngàn, bao ship toàn quốc nha. Đó à, cái này thì em giao lưu bà con 600 ngàn nha. Mã số 15D, chiều dài đó là 32, chiều cao như là 18, tán ngang như gì là 24. À, cây này nó rất là già cây, nó nằm chậu khoảng 2 năm rồi nha bà con. Đó, trồng từ hạt nha, quanh mình cũ là 16 nha. Đó, 550 bao ship toàn quốc luôn nha bà con. 600 ha. Rồi, cái này cũng đồng giá là 600, hai thân rất là quái và đẹp luôn ha, dáng đổ này vô chậu thì cây rất là lên cây, cao là 18, chiều dài tán 29 nha. Đây, cái hoành vị trí này là 16, hoành cũ nha, thân khoảng tay út ha. Đó, cái này nó nuôi cũ chủ yếu là nuôi cũ nha bà con, còn cái thân thì nó vô dây từ nhỏ nên cái nó phát triển nó chưa có mạnh, không có lớn quá nha. Rồi 600 em bao ship toàn quốc nha. Rồi mã số 17D là một cây cần thân, cây này rất là đẹp luôn, dáng chuẩn bonsai nha. Cái này vô cái chậu kiểu thì cây rất là lên nha. Đó, phơm tàn thì ấm mịn, đó, làm gọn gàng sạch sẽ nha. Đó, rất là sạch cây, 24 là chiều cao, chiều dài tán như là 33. À, cái cũ vị trí này, tổng cũ vị trí này là 25 và 26 nha. Cái hoành em đo sát trên đây nha là 15. Cái này thì em giao lưu bà con giá là 750, bao ship toàn quốc nha. Một cây cần thân rất là đẹp luôn. Đó, 18. Đó, tiếp theo là một cây 18. Cây 18D là một cây gia nhật nha. Cái này thì bà con về có thể vô cọng dây mình đỡ cái nhánh này lên gì ha, là rất là đẹp luôn. Đây. Đó, này nó hơi cấp xuống tí nha. Chiều cao của cây, chiều cao là nó 54. Tổng cái form tàn chiều dài đó là 94. Tán ngang như vậy là 66 nha bà con. 59, 60 rồi. Đó, cây này cái form này thì rất là đẹp luôn. Đây. Cây này cũng có đang lên trái lại gai nha bà con, gia nhật ha, cây này dòng cây gin, giống cây gừa bông ghép nhưng mà cây gin bà con,
Thì cái này em giao lưu bà con giá là 1.800.000 em bao ship toàn quốc nha bà con. Mã này cũng là cuối clip nha. Hoành ở đây là 30. Cái này cái đế thú rất là đẹp luôn. Tổng hoành đế này đó là 54 nha. Đây, vị trí này thì cái mặt cắt cũ ha. Này mới dán giấy bạc lại nha bà con. Này về mình xử lý lại cho em ha. Rồi 1.800.000 em bao ship toàn quốc ship luôn bà con cái chậu nhựa này nha. Đó mã số 18D nha. Rồi cuối clip Thanh Bình cũng xin chào, chân thành cảm ơn bà con. Bà con xem kênh thấy hay chia sẻ và ủng hộ ha. Đăng ký kênh để mình theo dõi những cái clip mới nhất của em ha. Em chân thành cảm ơn ạ.